Form cuối cùng trong clip lần này là level 39. 39 có rất nhiều ý nghĩa, có lẽ nó cũng là bước để chuyển hóa sang level 50, hay dịch nôm na trong tập phim là lời cảm ơn mà Essay muốn dành cho Paradox khi cả hai đã cùng nhau chiến đấu qua quá nhiều cuộc hành trình. Đây cũng là bộ phim sau khi tất cả mọi chuyện trong series chính diễn ra, được tạo hình cũng như lời thấu hiểu giữa cả hai rider, kết hợp hai chiếc gai sắt chưa hoàn thiện do Dan Kuruto trao cho họ để bước vào trò chơi giải cứu cho Bobby. Cả hai đã hoàn thành trò chơi và đối mặt với tên Burgaster Perfect Burzo, và không còn gì khác chiến đấu thích hợp hắn hơn là Knockout Fighter, nhưng với tên gọi là Knockout Fighter 2, có thể là đối kháng hai người, cũng có thể là cấp độ cũng như phần 2 của trò chơi, cũng được tạo hình từ Getosu Robot nhưng đơn giản hơn nhiều so với lại form của Pac-Man, và tông màu là đen và cam, với lại phần ngực, phần gương mặt của nấy cũng được sơn màu tương tự một màu đồng. Form đơn giản kết hợp Paradox tạo nên hai form đấm bốc dồn ép tên Perfect Burzo. Không phải đơn giản mà hắn được trò chơi xếp hình, họ phải tìm ra điểm yếu của hắn với những ký tự số trên khắp cơ thể. Và đáp án cũng chính là level của form 39. Cả hai cùng tấn công tên Burgaster bằng đòn tất sát mang tên Knockout Critical Knuckle. Cả SA cùng Paradox tung một cú Rider Punch cực kỳ mạnh mẽ vào kẻ hù, bao phủ cánh tay họ là luồng năng lượng tương ứng với họ. Luồng năng lượng đỏ xoay quanh Paradox, nguồn lượng màu hồng xoay quanh SA, dán vào hai con số 3 và 9 trên cơ thể của hắn, chiến thắng trò chơi một cách vô cùng hoàn hảo. Khi hai ta cùng phối hợp với nhau, chúng ta là Muteki.